Xin chào toàn thể anh em nha. Thời tiết bây giờ đang mưa gió bão bùng. Có anh em nào bây giờ cây cối nhà mình đang bị đổ không? Đấy, thì bây giờ làm cái cây cưa này để về cắt hạ này anh em. Đấy, hôm nay là lên cho anh em hai con máy cho anh em với cái giá thoải mái luôn, rẻ như cho luôn anh em nhá. Đấy, để cho anh em về cắt hạ gốc cây này, những cái cây cối nhà mình bây giờ đang bị đổ rồi đấy. Thì làm cái con máy cưa xích này về để cắt cho nó thoải mái nha anh em nhá. Giá thành thì sao? Những cái con này này, hai con này nhá, thì để cửa hàng chúng em giới thiệu chung chung qua. Hai con này thì nó đều công suất là tương đương nhau. Đấy, công suất là đều 54cc luôn. Máy rất to, rất lớn nha. Để về chuyên cắt hạ gốc cây. Đấy. Giá thành thì sao? Giá thành thì cửa hàng chúng em hôm nay có hai mẫu để cho anh em lựa chọn. Như con này, máy này thì máy cho anh em về sử dụng ít này. Giá thành có 1.150.000 thôi nhá. Đấy, giá thành là 1.150.000. Đấy là con L1 nhá. Con L1 là giá 1.150.000. Còn cái con L2 này để cho anh em hàng chất lượng hơn, hàng xịn hơn, ngon hơn. L2 giá 1.500.000 nha anh em nhá. Hai con thì đều là da lam dài 55cm cho anh em. Lam sẽ đều dài 55cm cho anh em nha. Con này thì về cho anh em cắt được những khung gỗ đường kính khoảng tầm 3 đến 40cm đổ lại nha. Đấy, cắt hạ gốc cây thoải mái luôn. Dòng này chuyên để khai thác mà anh em. Đó. Nếu mà anh em muốn mua của bên em ấy thì chỉ cần liên hệ cho cả chúng em bảo là anh muốn mua con L1 là được nhá. Anh em, anh muốn mua con L1 hoặc là anh muốn mua con L2 là được. Em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em máy móc đúng như trên video hướng dẫn sử dụng. Đấy. Quay chi tiết cho anh em xem qua nha. Dòng này tên máy là cưa xích Kamatsu KM7300. Hàng này rất là ngon, đảm bảo cho anh em về sử dụng ấy ạ. Thì không cần phải lan tan đâu. Giá thành của bên em thì anh em khỏi phải lo to lo rồi. Và chúng em thì bán máy cưa rất là lâu năm rồi nha anh em nha. Nên là những con máy nào như thế nào thì cả chúng em sẽ nói rõ để cho anh em thoải mái anh em đặt hàng. Lốc hợp kim nhôm này, bô là bô inox này, có hai lỗ cửa xả nha, có hàng rồng cong gỗ đầy đủ này. Đấy, và đặc biệt con này có tích hợp trục giật trợ lực đầy đủ luôn nha. Dòng này thì xài rất là ngon và đảm bảo đến nữa hỏng hóc phụ tùng cũng sửa chữa rất là dễ dàng. Sửa chữa rất là dễ dàng nha. Hàng này thì hàng chủ của công ty nên là sẽ có mã vạch ở bô đầy đủ này. Đấy, có cái mã số nó dập ở bên trong bô này. Đó. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 nha. Đây. Phần tem nhôm này có tại lốc nha anh em nha, chứ không phải là hàng trôi nổi, hàng đều đâu ạ. Đấy, máy này là máy mới 100%. Anh em về sử dụng rất là đảm bảo cho anh em, hỏng hóc phụ tùng đi nữa sửa chữa rất là dễ dàng. Ở chỗ nào có phụ tùng linh kiện của con này để thay thế sửa chữa hết luôn. Đấy, và con này sẽ đảm bảo cho anh em và cửa hàng chúng em sẽ bảo hành 6 tháng sử dụng cho con máy này nhá. Bảo hành 6 tháng sử dụng cho nên anh nhà hoàn toàn yên tâm. Cho anh em nghe tiếng máy này. Ok chưa? Đấy, kéo giật trợ lực rất là nhẹ nhàng nha. Cái dòng này nó thiết kế cái dạng trục giật trợ lực ấy, nó chỉ anh em chỉ kéo rất khoát ra là nó sẽ ok nha anh em nha. Đấy, không cần phải lăn tan gì cả. Bên này là đổ xăng pha nhớt này, máy này bên bình này là đổ xăng pha nhớt, còn cái này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích nha. Cái này thì anh em đổ nhớt không cho cả hàng chúng em, còn cái này thì anh em đổ xăng pha với nhớt. Dòng này thì nó rất là khỏe, anh em cắt hạ gốc cây thoải mái luôn. Cây bây giờ nhà mình đang bị đổ đúng không? Làm cái con này về để xài cho nó cắt hạ gốc cây đi. Đó, còn anh em nào đây thích hàng chất lượng hơn này, chất lượng hơn đây. Tên máy là Nakata nha anh em nha, giá 1.500.000. L2, có tích hợp trụ giật trợ lực đầy đủ luôn. Trợ lực này là trợ lực to rồi đấy anh em. Anh thiết kế rất là chắc chắn và dày dặn nha. Lam con này vẫn sẽ dài 55cm cho anh em. Lỗ bô là lỗ bô 3 cửa xả luôn anh em nha, lỗ bô 3 cửa xả. Lốc hợp kim nhôm, hàm rồng găm gỗ đầy đủ, tích hợp trục giật trợ lực này. Đó. Đây, sử dụng hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 nha. Tên máy là máy Nakata, giá 1.500.000. Con này thì hàng chất lượng hơn, ngon hơn cho anh em. Nếu mà anh còn có link điều kiện thì làm con này thì sử dụng rất là đảm bảo cho anh em. Đó, tiền nào của đấy, giá thành thì đi liền với chất lượng. Dòng này anh em sử dụng em sẽ bảo hành 6 tháng sử dụng cho anh em. Đấy, và dòng này phụ tùng thay thế rất là nhiều, sửa chữa rất là nhiều, không cần phải lan tan nhá. Đó, giờ test nổ này. Thấy không? Đó. Đây, kéo này. Kéo rất là dễ dàng nha. Đấy, thấy không? Đấy, kéo của nó cái dòng trợ lực giật rất là nhạy nổ luôn. 1.500.000 cho con L2 nha. Đó, và vừa rồi cả chúng em đã giới thiệu cho anh em hai con máy này để chuyên cắt hạ gốc cây. Bây giờ nhà mình đang cây cối đang bị đổ thì làm hai con này thì về sử dụng rất là ngon nha. Anh em đang cần tìm máy cưa xích thì liên hệ ngay cho bên em anh em nhá.